Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại kênh Tin Giải Trí. Chúc quý vị có một ngày thật vui tươi và hạnh phúc. Và bây giờ chúng ta hãy cùng cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Thân thế và độ giàu có của Tâm Nguyễn, con rể đại gia Minh Nhựa. Những ngày gần đây, đám cưới của ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Mọi thứ về đám cưới này đều trở thành tâm điểm của dư luận. Không chỉ là những dàn xế khủng, những kim cương, thực đơn ngày cưới mà điều mọi người quan tâm hơn cả còn là gia thế của chàng rể nhà Minh Nhựa. Tâm Nguyễn, Nguyễn Phước Thành Tâm, sinh năm 1997. Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, sinh năm 1999, được biết đến là cặp đôi rít kích nổi tiếng tại Sài Gòn. Tuy ít chia sẻ về thông tin cá nhân trên mạng xã hội hay các phương tiện truyền thông, nhưng chỉ cần nhìn qua những tấm hình của anh chàng này cũng đủ để thấy được mức độ sang chảnh, sao hoa không kém gì Minh Anh. Lướt qua trang cá nhân của Tâm Nguyễn, người ta thấy tràn ngập những món đồ hiệu đắt tiền, từ món đồ những nhà mốt hàng đầu thế giới như Gucci, Tomboy, Balenciaga, Burberry được xếp kín cả căn phòng từ giày cho tới quần áo, phụ kiện. Không những vậy, Tâm Nguyễn cùng bạn gái còn có tình yêu đặc biệt dành cho Red Rick, một loại đồ chơi đến từ Nhật Bản. Để sở hữu những con búp bê này, anh đã phải chi ra từ vài chục triệu cho đến vài trăm triệu. Hình dạng của Red Rick càng độc đáo, kích thước càng lớn thì số tiền phải bỏ ra càng nhiều. Và như bạn đã thấy, Tâm Nguyễn dường như không ngại chuyện giá cả đối với sở thích này chút nào. Anh chi khá mạnh tay để có những món đồ này trong bộ sưu tập của mình. Cuối cùng là sở thích mê siêu xe, không khác gì Minh Anh và bố vợ. Những bức hình mà anh check-in cùng siêu xe đều hot rần rần trên mạng xã hội. Chẳng cần phải màu mè, khoe mẽ, chỉ cần thả nhẹ vài tấm hình là đã có thể thấy độ chịu chơi và gia thế của chàng trai này không phải dạng vừa và vô cùng xứng đôi với ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa. Trước khi đến đám cưới ngày hôm nay, Tâm Nguyễn và Joyce Phạm từng có mối tình 5 năm đầy sóng gió. Cả hai hẹn hò từ khi nhà ái nữ Minh Nhựa mới 15 tuổi. Nhưng sau đó một quãng thời gian, tình cảm bị đứt quãng vì Joyce Phạm quyết định đi du học. Nhưng sau đó vì còn tình cảm nên cặp đôi quyết định cho nhau cơ hội và quay lại với nhau. Từ khi còn hẹn hò, Tâm Nguyễn đã rất được lòng bố vợ Minh Nhựa. Anh thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện của nhà vị đại gia. Đặc biệt, ngay từ khi còn hẹn hò, Minh Nhựa đã sớm coi anh là rể và muốn gửi gắm cô gái dịu cho anh. Khi cặp đôi mở chung một cửa hàng, trong ngày khai trương, đại gia Minh Nhựa còn gửi theo giỏ hoa chúc mừng lời chúc. Ba mẹ chúc vợ chồng con khai trương hồng phát. Đại gia Minh Nhựa lái siêu xe thần gió 80 tỷ, đưa con gái vào lễ đường. Dàn khách mời đám cưới toàn là nghệ sĩ nổi tiếng. Hôn lễ hoành tráng của Tâm Nguyễn và Joyce Phạm, con gái đại gia Minh Nhựa, đã được diễn ra tại trung tâm tiệc cưới sang chảnh bậc nhất Sài Gòn. Không gian tiệc cưới được thiết kế như một tòa lâu đài tráng lệ, phủ đầy hoa hồng trắng. Toàn bộ hoa tươi được trang trí trị giá hơn 700 triệu đồng và rất nhiều vật liệu trang trí cao cấp. Ngay từ phần mở màn đám cưới, hai bố con Minh Nhựa và cô dâu Minh Anh đã khiến hàng trăm khách mời trầm trồ khi cùng tiến vào lễ đường bằng siêu xe Pagani Huayra. Chiếc xe này được mệnh danh là thần gió độc nhất, đắt nhất Việt Nam khi có giá lên đến 80 tỷ đồng. Trước đó, đại gia Minh Nhựa đã cất công thay áo mới cho siêu phẩm này, từ màu cam nguyên bản sang màu trắng nhằm phục vụ cho hôn lễ của con gái đầu lòng của vị đại gia ngành nhựa. Đại gia Minh Nhựa hạnh phúc nắm tay con gái trao cho chú rể trước khi bắt đầu các nghi thức quen thuộc. Hôn lễ của Minh Anh được truyền thông và cộng đồng mạng chú ý không kém những ngôi sao hàng đầu Việt Nam. Trong đó, Trấn Thành đảm nhận vai trò MC dẫn dắt xuyên suốt đám cưới. Hé lộ thực đơn trong bữa tiệc cưới gần 20 tỷ của con gái đại gia Minh Nhựa, toàn sơn hào hải vị như số lượng món ăn mới gây bất ngờ. Ngày 8 tháng 9, ngày mà những hình ảnh trong đám cưới của con gái đầu lòng của đại gia Minh Nhựa ngập tràn trên khắp báo giới, trang tin và mạng xã hội. Hết dàn siêu xe đón dâu gồm 15 chiếc siêu xe, hội trường cưới hoành tráng, dàn khách mời nổi tiếng, cho đến nhẫn vòng hồi môn nặng trĩu của cô dâu đều khiến dân tình choáng ngợp. Phải nói vị đại gia Sài Gòn cùng gia đình nhà chồng cô dâu đã biến Minh Anh thành cô dâu hạnh phúc nhất Việt Nam ngày hôm đó. Độ xa hoa về hình thức, nghi lễ cưới thì khỏi bàn rồi, nhưng cũng không ít người tò mò về bữa tiệc của đám cưới. Theo tiết lộ từ một người bạn thân của đại gia Minh Nhựa, Chi phí cho tiệc cưới ở một trong những trung tâm hội nghị lớn nhất Sài Gòn rơi vào khoảng 20 tỷ, bỏ qua phần hoa tươi, ánh sáng, sân khấu. Vậy thực khách trong bữa tiệc phục vụ những món gì mà tổng chi phí lại khủng đến như vậy? Nơi đây cũng đã từng tổ chức hôn lễ của Cường Đô La và Đàm Thu Trang, vợ chồng Trấn Thành và Harry Wong. Tuy không quá nhiều món, nhưng món nào món nấy trong menu đám cưới của con gái Minh Nhựa đều là sơn hào hải vị, như cua lột sốt trứng muối, salad hạt quinoa, súp bào ngư vi cá hải sâm, heo sữa quay sốt hoi xin, xương bò nướng thảo mộc sốt rượu, mì udon bơ tỏi và bánh sô-cô-la đậu phộng. Theo thông tin trên website của Trung tâm Hội nghị tiệc cưới tổ chức đại hỷ của con gái đại gia Minh Nhựa, menu tiệc cưới như vậy có chi phí khoảng vài chục triệu đồng một bàn, cùng với số lượng khách mời đông đảo trong quy mô hội trường lớn. Tổng kinh phí cho bữa tiệc đám cưới xa hoa này có khi bằng tổng thu nhập cả 10 năm của người khác. Đám cưới của con gái đại gia Minh Nhựa. Sáng sớm ngày 8 tháng 9, lễ rước dâu diễn ra khiến dư luận hết sức choáng ngợp bởi độ khủng được đo bằng 15 siêu xe của nhà Minh Nhựa. Đáng chú ý hơn là cảnh cô dâu đeo vàng kim cương đến mỏi tay. Có thể thấy cặp đôi đang rất hạnh phúc tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này. Bà nội thay mẹ dắt tay cô dâu ra gặp mặt nhà trai. Đại gia Minh Nhựa một mình chạy đôn chạy đáo trong đám cưới con gái, hai người vợ cùng vắng bóng khi đón khách. Những ai biết đến Minh Nhựa có lẽ không còn xa lạ gì chuyện tình ái của vị đại gia này. Chia tay người vợ đầu là Phương Thúy, cũng chính là mẹ của ái nữ Joyce Phạm, tên thật là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh. Minh Nhựa đã có vợ hai là Mina Phạm, cả hai đã gắn bó và có với nhau thêm hai người con. Được biết, mối quan hệ của Joyce Phạm và vợ hai của Minh Nhựa cũng rất tốt. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà trong đám cưới hôm nay của Joyce Phạm và chồng Tâm Nguyễn, cả hai bà vợ của đại gia Minh Nhựa đều không lộ diện. Thiếu vắng đi sự giúp đỡ của những người phụ nữ, có vẻ như vị đại gia sở hữu dàn siêu xe cả trăm tỷ này cũng bị luống cuốn không ít. Một mình Minh Nhựa đã tất bật chạy đôn chạy đáo từ sáng tới tận tiệc cưới buổi tối nay, lo toan chuẩn bị các công tác cho đám cưới của con gái cưng diễn ra suôn sẻ nhất. Bên cạnh việc đích thân kiểm tra danh sách khách mời cũng như tổng kiểm tra toàn bộ concept lễ cưới, Minh Nhựa cũng thỉnh thoảng ra góp mặt chụp ảnh cùng cô dâu và chú rể và dàn khách mời với nhiều cái tên khủng. Có thể thấy dù ở ngoài là đại gia, thì trong sự kiện trọng đại của cuộc đời con gái, Minh Nhựa cũng lo lắng và căng thẳng như bao ông bố khác. Joyce Phạm, tên thật là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, là ái nữ của đại gia Minh Nhựa rất nổi tiếng trong giới Rick. Sinh ra đã ngậm thìa vàng nên cô nàng này có cuộc sống xa hoa và sang chảnh khiến nhiều người ghen tị. Cô nàng cũng có mối tình đáng mơ ước với bạn trai Tâm Nguyễn. Hôm nay ngày 8 tháng 9 chính là đám cưới của cặp đôi được diễn ra. Được biết, hôn lễ được tổ chức tại một trung tâm hội nghị sang chảnh nhất thành phố Hồ Chí Minh, nơi đã được nhiều ngôi sao nổi tiếng lựa chọn cho đám cưới của mình. MC Trấn Thành chính là người dẫn dắt cảm xúc trong đám cưới của ái nữ đại gia Minh Nhựa. Trong phần chia sẻ trên sân khấu, Trấn Thành đã có câu nói khiến cô dâu Minh Anh bật khóc. "Tôi không bao giờ chúc hai bạn 100 năm hạnh phúc, điều đó sáo rỗng trong năm 2019. Tôi chỉ cần mấy bạn nhớ những lúc giận dữ nhất biết cách kiềm chế, gìn giữ nhau hơn." Có lẽ Trấn Thành đã chạm đến cảm xúc của những thành viên trong gia đình đặc biệt này. Ai cũng biết bố và mẹ của Minh Anh đã không sống với nhau từ lâu. Hơn ai hết, từ câu chuyện riêng của gia đình, Minh Anh thấu hiểu sự mong manh của tình yêu trong cuộc sống và bởi thế càng biết cách giữ gìn hạnh phúc của mình trong tương lai. Trước đó, Minh Nhựa đã có chia sẻ xúc động đến con gái trong lễ cưới. "Mình rất bất ngờ khi con gái xin cưới phải gả sớm. Dù vậy, mình muốn nhắn nhủ, cuộc đời không nên nhìn về quá khứ, không ai biết được tương lai như thế nào. Ba chỉ mong hãy sống bằng chính trái tim của mình. Cho dù nghèo khó hay giàu có, bệnh tật đều có thể vượt qua. Con và Tâm hãy thay cho bố sống thật tốt, hãy yêu thương nhau từng phút giây", ông bố giàu có nói. Trong đêm diễn ra lễ cưới, nhiều ngôi sao nổi tiếng trong giới showbiz cũng được mời đến tham dự. Ca sĩ Sobin Hoài Sơn góp vui bằng một ca khúc. Phạm Quỳnh Anh và Ưng Hoàng Phúc song ca trên sân khấu tiệc cưới. Được biết, Ưng Hoàng Phúc là bạn thân của đại gia Minh Nhựa. Bên trong lễ đường là khung cảnh lung linh như cổ tích. Cô dâu chú rể xuất hiện, đặc biệt là Joyce Phạm vô cùng lộng lẫy. Cả hai không giấu nổi sự hạnh phúc trên gương mặt. Khách mời gồm nhiều tên tuổi khủng. Đại gia Minh Nhựa tất bật chuẩn bị đám cưới, các khâu cuối cùng cho đám cưới con gái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Quý vị và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé.